Kèo mùng 8 ngay cả nhà, 8 Tết nha. Nay mùng 8 mình con này nó ốm như con cò vậy cả nhà. Chuột ốm quá. Quan cảnh ở nhà xem ha. Cò này là cò ở mương điều ở đầm dơi nha cả nhà. Cò này bắt cắt nhiều bổi nha.